rau bò chả. Hai trái bò chả bỏ bệnh. Chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn và Du Lịch. Bây giờ là 7 giờ 30 sáng đây. Hôm nay mình có ghé đến chị gái bán 6 ngày sau bón. Mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn đó. Ngày ngày thứ 5 chị bán món bún bò này. Thấy món bún bò cực kỳ hấp dẫn cả nhà. Quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn đó. Cùng xem ở đây có gì đặc biệt nhé. Ở đây địa chỉ tại số 124B đường Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 5 đó. Cô chú chị bạn ai có ở gần khu vực này thì mình ghé đây ăn thưởng thức ủng hộ nhé. Bây giờ chị đang làm cho khách quá trời rồi nhé. Ở đây cả nhà thấy cái tủ thịt bò với cả giò heo này hấp dẫn này. Trời ơi, quá trời luôn này, đầy ắp. Ở đây bún bò chị bán giá tiền 50.000 một phần nhé. Thời gian ở đây mở bán từ 6 giờ cho đến 9 giờ. Chúng các bạn ai có đi ăn thì mình đi sớm. Quay sát trong cái tủ này, thịt bò với cả giò heo này. Trời hấp dẫn quá, có chả Huế. Hôm nay tưởng mình bán bún mọc nhưng hôm nay là bún bò chị. Dạ. Thấy trong cái nồi quá trời sạc. Sa tế. Đây rất thơm các nhà. Ủa bà bả nè, bà trả cho mũi. Như đây tô đặc biệt đầy đủ thì bao nhiêu tiền chị? Một tô 5 triệu. À, đồng giá 50 hết rồi. Chị ơi, tái bắp. Đây tô 50.000. Bán hai gì? Đúng rồi. Bò bốc ra thơm mùi xả. Bên đây nè. Chồng kêu anh chạy lên luôn nha.
Đây là thấy cái tủ hấp dẫn luôn cả nhà. Quá trời thịt với cả chả, với cả giò. Bên đây là chanh, ớt. Cái đồ nước chấm mang về gọn gàng sạch sẽ lắm. Đây ở trong là không gian quán ngồi thoáng mát sạch sẽ. Mỗi chuyện chậm mà. Mò với giò không trả. $50,000 một phần, quá trời thịt. Thấy mình bán món nào cũng đông khách à? Dạ. Đây thấy có 5-6 người thay nhau bưng bê rất đông. Đây một tuần chỉ bán 6 ngày 6 món khác nhau như thế này. Một tháng chỉ bán 2 ngày chay, ngày 15 và ngày mùng 1. Chỉ bán đồ chay ở rất đông khách. Khách xếp hàng kín khu vực này được luôn. Rất đông rồi nhỉ, mua về cũng nhiều. Cái gân nè, cân với cái chả. Cái chả nó
Bò Huế đã quá cả thơm, lan tỏa khắp cả con đường, khách ra vô liên tục. Dạ. Dạ. Chị cứ làm đi, em quay chị làm thôi. Cứ đang làm liên tục này đâu có hỏi được. Dạ. Bên đây là rau này. Rau tươi xanh. Đây cho mấy người phụ mình toàn quê Bến Tre hết hả chị? Đây chị gái chủ quán là quê Bến Tre cả nhà. Nhà mình tự làm hay mình mua chị? À, chị lấy mối á. Chả Huế đó. Cái đó còn đựng tốt không?
Trong đấy lồng quá trời xương với cả giò, và vô đó cho nóng ăn nó ngon. Đây cả nhà, mình kêu chị làm cho mình một tô này. Tô này thập cẩm đầy đủ 50.000 này. Ở đây đồng giá 50 hết nhé. Thấy tô 50 quá trời thịt này. Đây có nguyên một cục giò này. Đây có một miếng chả, chả Huế này. Đây gân này. Đây là nạm này. Đủ 2 miếng nạm to này. Rồi, tô 50.000 quá trời luôn đó. Đây sẽ làm một chén nước chấm này. Ai ăn chấm ớt bao nhiêu cho vô vắt chanh. Đây sẽ có một đĩa rau ăn cằm kèm này cả nhà. Rau muống và rau chuối. Thế đây là bàn ghế ngồi gọn gàng sạch sẽ này. Đây là những cái đồ nước chấm gia vị. Sau đây xin mời cô chú chị bạn nhé, cùng mình thưởng thức nhé. Tô bún hấp dẫn quá. Bún cho rau vô. Mặt chanh nữa này. Dưới này có một cái sọt rác, cái rác. Chàm xíu nước mắm ớt luôn, ăn cái cay ngon. Trời, cái bún bò chất lượng quá. Rồi, mời cô chú chị bạn nhé. Mình sẽ thử miếng nước xem sao. Trời, nước ăn cho ớt vô cay cay the the ngon rồi nhỉ. Nước ngọt đậm đà. Bún bò cũng đậm quá. Nước ngon rồi, đậm đà, ngọt thanh. Làm bún. Tô bún bò đúng là đẳng cấp, ngon. Ở nhà theo cái miếng bò nạm này, thấy to, chữ thái dày này. Sẽ thưởng thức thử xem sao nhé. Thịt bò ăn quá ok luôn, ngọt thịt. Ăn mềm nữa cả nhà. Làm miếng ớt. Nước ngọt, ngon. Thật sự tô bún bò mình ăn thấy là quá đậm đà, ngon luôn nha. Nước này chuẩn vị luôn đó, đúng bún bò luôn đó, phải cay cay, thơm, mùi xả. Cho ớt sa tế vô, ăn rất thơm, ngon. Đây là gân này. Ừ.
chân ăn mềm vừa ăn. Để chả Huế này. Chả thơm. Ăn được rất ngon cay, chứ xoa sướng. Chả Huế ăn ngon lắm cả nhà, thơm ngon. Đây, cục giò. Giò siêu to, giò nạc này. Sẽ ăn miếng giò cho sang cút rồi. Giò ăn ngon. Thấy miếng giò không có tí lông nào luôn đó, sạch sẽ. Nói thiệt này, cái nước ở đây nước bún bò đúng không? Ăn là quá đẳng cấp luôn, thơm rồi nhỉ. Tô 50 ngàn quá trời luôn. À, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé. Theo mình nhận xét là quán ở đây quá ok luôn. Mình chỉ khách rất đông. Cô chú chị bạn ai có sở thích món bún bò thì mình ghé đây ủng hộ nhé. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều.